Công bằng rớm nước mắt khẳng định tương tác Hằng Du Mục là có lý do, quá yêu nên không kiểm soát được hành động, sơ hở là kể công. 1001 câu chuyện vừa nghe đã chán. 实在是受不了的情况下才去动手，我情愿被拘留，我情愿被判刑，我愿意去做这个事儿，因为爱太深了，知道了背叛和欺骗，受不了。 你们带着公平公正的角度去想一想，带着良心去想一想，我那么好的媳妇儿，那么能赚钱的媳妇儿，那么年轻漂亮的媳妇儿，我不去好好过日子，我去打她，为什么？我们从结婚到现在，所有的财富、所有的创业的，全部都在她的掌握之中。你要是影响她的事业发展，随时都可以踢了你。这是我最失败的原因，就是把所有的全部给了她。 叶静âm thầm xem live stream, chán ngán trước hành động của bố ruột. Đây, vỡ tan là như thế đây. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình đó. Chiến thần chẳng ngại đáp trả, cà khị chồng cũ đặt điều. 8月2号，我一直回来给他过生日，有一年就过一次嘛。我说咱离婚也行，最后一次生日，把人逼上绝路了，谁不想好好过日子，谁不想有这个幸福的家庭？ Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Không có đủ trí thức, không có đủ tài năng thì đừng đấu với chị ha. Trưa ngày 25 tháng 8, Công Bằng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi có buổi livestream trên trang cá nhân. Theo đó, chồng cũ Hằng Du Mục khiến netizen không khỏi ngán ngẩm vì liên tục kể công, đóng vai nạn nhân làm ảnh hưởng đến danh tiếng nữ TikToker. Trên livestream, Công Bằng xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi và thiếu sức sống, rớm nước mắt chia sẻ về những ồn ào thời gian vừa qua. Chồng cũ Hằng Du Mục cho rằng cộng đồng mạng nên nhìn nhận sự việc một cách đa chiều, đồng thời khẳng định việc bản thân tương tác vợ cũ là có lý do. Tuy Hằng Du Mục là người xinh đẹp, giỏi kiếm tiền nhưng cô đã lừa dối gia đình. Sự thân thiết của vợ cũ đối với những đồng nghiệp nam khiến Công Bằng cảm thấy ghen tuông và khó chịu. Chính điều đó đã khiến ông mất bình tĩnh dẫn đến những hành động không kiểm soát. Thậm chí, Công Bằng còn cho rằng việc ông bị cơ quan chức năng bắt giữ là tự nguyện. Chỉ vì quá yêu vợ nên không chấp nhận những việc cô đã làm. Công Bằng chia sẻ, tôi là một người bình thường, tôi thà sống một mình còn hơn phải kết hôn. Tôi không thể chịu đựng được sự lừa dối và phản bội từ cô ấy vì tôi có lòng tự trọng của mình. Bên cạnh đó, ông cũng tiếp tục kể công khi khẳng định Hằng Du Mục từ lúc nổi tiếng đã quên đi công sức của mình. Các cửa hàng của nữ TikToker tại thành phố Hồ Chí Minh đều do ông dùng mối quan hệ để mở cho vợ. Những mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, kinh doanh đã làm tình cảm của hai vợ chồng ngày càng xa cách. Đặc biệt, Công Bằng cho biết từ khi kết hôn tài sản của ông đều giao cho vợ quản lý nên mới có kết cục như hôm nay. Ngoài ra, những câu chuyện riêng tư của gia đình cũng bị Công Bằng đem ra kể hết trên phim live. Trước loạt chỉ trích từ chồng cũ, nữ TikToker không ngần ngại đáp trả thẳng thắn dưới phần bình luận. Không chỉ vậy, chiến thần còn tiết lộ Nhất Dương và Dịch Dương cũng đang xem livestream và thất vọng trước cách cư xử của bố ruột. Dưới livestream, đa số cư dân mạng đều bức xúc trước hành động kém văn minh và những câu chuyện quen thuộc cứ được Công Bằng kể đi kể lại. Sau động thái từ chồng cũ, Hằng Du Mục cũng lập tức cà khịa đối phương trên trang cá nhân. Trong bài đăng, chiến thần ẩn ý đáp trả việc Công Bằng tố cô bỏ bê gia đình trong ngày sinh nhật bằng một loạt những hình ảnh đón tuổi mới bên con trai. Cô viết, hình như sinh nhật năm nay của mẹ, mẹ con mình vẫn với nhau con nhỉ, chẳng ai đó lắm. Khi có người hâm mộ thắc mắc, nữ TikToker cũng thẳng thắn trả lời, đăng đúng đấy à, có ai đang nói sinh nhật 3 tháng 8 của Hằng bỏ con đi theo người khác mà. Có thể thấy, thời gian gần đây, Hằng Du Mục không ngại đối chất trực tiếp với Công Bằng thay vì giữ im lặng như trước. Nhiều người ủng hộ việc nữ TikToker lên tiếng để bảo vệ bản thân, nhưng cũng có một số ý kiến khuyên cô đừng quan tâm đến những phát ngôn của chồng cũ để tránh ảnh hưởng danh tiếng. Hiện tại, Hằng Du Mục cùng hai con riêng của chồng cũ đã trở về Việt Nam và quay lại công việc. Trong những khung ảnh được chia sẻ, chiến thần khiến dân tình yên tâm khi đã lấy lại tinh thần cùng vẻ ngoài rạng rỡ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.